Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong podcast DeFi Discussion. Và một buổi thứ hai đầu tuần nữa bọn mình lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau về những vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Cũng rất là vui khi gặp lại anh em trong một tập mới và một cái chủ đề nó cực kỳ là mang đậm bản sắc của DeFi, đó chính là những cái stablecoin thuật toán, những cái stablecoin phi tập trung. Và vị khách mời trong cái tập podcast tuần này của mình cũng đâu đó xuất hiện vài lần trong cái series này rồi, thì chắc là mình sẽ để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast ha. Cảm ơn Nguyên. Xin chào mọi người, mình là Poseidon, đến từ Cairo. Thì rất vui hôm nay sẽ ngồi với anh em nghiên cứu và chia sẻ về một cái chủ đề mà mình cũng khá là hứng thú trong thời gian vừa rồi, đó chính là về stablecoin nói chung và stablecoin thuật toán nói riêng. Ok, thì trước khi đi vào cái nội dung chính của podcast này, thì dành cho những anh em nào lần đầu nghe DeFi Discussion, thì podcast này hiện tại bọn mình đang phát ở trên 3 nền tảng, đó là YouTube, Spotify và Google Podcast. Rồi, thì đó là 10 giây dành cho quảng cáo và chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính là stablecoin thuật toán. Thì thường thì anh em sẽ thấy là ở trên thị trường nó có những cái loại stablecoin kiểu như là bảo chứng bằng tài sản tài chính truyền thống như là các đồng USD luôn. Đó là như là ví dụ của cái nhóm này là USDC, USDT nè. Còn một cái dạng rất là đặc biệt đó là cái dạng stablecoin thuật toán. Thì cái mô hình này nó có gì đặc biệt thì chắc là để anh Poseidon nói sơ qua để cho các bạn có thể hình dung được là cái vai trò cũng như là cái bài toán mà các cái stablecoin thuật toán này xử lý ha. Mình cũng sẽ nói nhìn lại một chút về stablecoin. Thì như mọi người biết, stablecoin thì nó nhằm mục đích là giải quyết cái vấn đề gọi là cái sự ổn định ở trong thị trường crypto, và nó là cái cầu nối giữa thị trường crypto với thị trường bên ngoài. Nếu như mà trước đây thay vì chúng ta phải chuyển trực tiếp từ BTC, ETH và các cái crypto khác ra những cái tiền tệ bên ngoài như là USD ở Mỹ hoặc là Việt Nam đồng ở Việt Nam á, thì hiện tại chúng ta có thể có một cái nơi khác để mà chúng ta lưu trữ tài sản một cách ổn định và nó tránh những cái biến động của thị trường, đó là stablecoin. Thì cái stablecoin nó đã gần như là nó gắn liền với sự phát triển của thị trường và crypto nói chung và thị trường DeFi nói riêng. Thì để mà phân loại stablecoin á, thì chúng ta có nhiều cách khác nhau và chúng ta tùy theo những cái tiêu chí mà chúng ta có thể phân loại nó một cách khác nhau. Ví dụ như mình nói là nếu mà nói về tài sản bảo đảm á, thì có những cái loại đó là nó full reserve, tức là nó được bảo chứng hoàn toàn, tức là như USDT hay USDC về mặt lý thuyết. Thì khi mà người ta phát hành một đồng USDT thì người ta sẽ phải dự trữ một đồng đô la ở trong cái kho bạc của cái công ty phát hành, đó là bảo đảm hoàn toàn. Còn có những loại khác đó là bán bảo đảm một phần đó, ví dụ như cái cơ chế của đồng của stablecoin là FRAC, là của cái dự án mà chắc là mọi người biết với cái tên cái token là FSS, là thì nó là bảo đảm một phần. Hoặc là có những cái đó là mà stablecoin là bảo đảm quá mức, tức là tỷ lệ tài sản thế chấp nó sẽ lớn hơn cái lượng stablecoin phát hành, mà điển hình nhất là cái dự án BitGrab. Thì đó là về tài sản bảo đảm. Rồi, chắc là để Poseidon nói một ít về cái stablecoin thuật toán cũng như là một vài cái khái niệm cơ bản và cái vai trò cũng như là vấn đề mà các cái dạng tài sản này xử lý ha. Khi mà chúng ta nói về stablecoin thuật toán, tức là algorithmic stablecoin, thì thường chúng ta sẽ hay nhắc đến cái cơ chế cân bằng giá. Tại vì khi mà người ta phân loại về cơ chế cân bằng giá thì nó có một số cái loại cơ bản. Ví dụ như là cái cơ chế cân bằng giá căn bản nhất mà mọi người biết, đó là cái cơ chế mà redeem and expand, tức là cái cơ chế mà dựa theo cái nhu cầu của thị trường. Mình ví dụ khi mà một USDC chẳng hạn, nó có giá 1.05 đô la, tức là nó cao hơn cái giá stable của nó là 1 đô, thì người dùng người ta có thể bán cái USDC của người ta với cái giá 1.05 đó và người ta thu lại 1.05 đô la. Thì trong trường hợp này chỉ với 1 đô la, người ta đã bán được 1 đô la với giá 1.05. Nó ngược lại thì và chính bởi vì cái lực bán như vậy nó khiến cho USDC giảm giá và nó trở lại cái giá cân bằng của nó là 1 đô. Thì ngược lại trong trường hợp mà ví dụ như USDC nó bị rớt dưới giá ổn định là 0.95 chẳng hạn,
thì lại có những người ở bên ngoài người ta mua vào. Sau khi người ta mua USDC á, thì người ta sẽ redeem lại để nhận lại đô la, thì khi đó chỉ với 0.95 đô la, người ta bỏ ra 0.95 đô la nhưng người ta lại redeem lại được 1 đô la. Thì với cái lực mua như vậy thì nó tạo ra cái lực cầu và khiến cho USDC nó trở lại giá 1 đô. Thì đó là cái cơ chế cân bằng giá hầu như là cơ bản nhất trong stablecoin. Thì ngoài cái cơ chế đó thì sau khi mà DeFi phát triển thì còn xuất hiện thêm cái cơ chế ví dụ như là leverage loan, tức là cái cơ chế mà cho vay có mức, thì nó thường xuất hiện trong các giao thức DeFi liên quan đến stablecoin như là MakerDAO hay là Venus ở bên Binance Smart Chain hay là một số giao thức như là Liquity. Thì về cơ bản thì chúng ta sẽ phải thế chấp một lượng tài sản nhất định vào để chúng ta mình là stablecoin, và cái stablecoin đó nó còn liên quan đến cái cơ chế đó là ví dụ như là thiên lý tài sản hay là những cái pool thiên lý vân vân. Thì có lẽ là trong một cái buổi sau chúng ta sẽ nói rõ hơn. Còn cái cơ chế hôm nay chúng ta nhắc đến là algorithmic stablecoin. Thì algorithmic stablecoin thì về cơ bản nó dựa trên những cái thuật toán, thì những cái thuật toán nó cũng rất là đa dạng, ví dụ như là rebate hay là Xenorich. Thì rebate mình hiểu đơn giản thôi, ví dụ như khi mà giá nó stablecoin nó lớn hơn 1 đô thì dự án nó sẽ phát hành thêm cái tổng cung của token, và về nguyên tắc khi phát hành thêm tổng cung thì giá nó lại bị giảm xuống về 1 đô. Ngược lại khi giá nhỏ hơn 1 đô thì dự án lại giảm lượng cung của token. Cho nên là mọi người khi mà mọi người hold một số cái dự án liên quan đến rebate, mọi người có thể thấy là cái số token trong ví của mình ấy, nó bị thay đổi liên tục theo cái thời gian, là chính là vì vậy. Thì đó là về một số cái chia sẻ cơ bản của mình về stablecoin thuật toán. Ok, thì cũng chia sẻ với anh em luôn là tại sao bọn mình cũng chọn và theo dõi cái mạng là Algo Stablecoin này. Thì cách đây khoảng vài tuần thì có một cái sự việc giữa Meme và UST, thì cái drama này nó cũng khá lâu rồi. Nó cũng một phần bắt nguồn từ cái drama từ đội ngũ của Wonderland, thì nó ảnh hưởng đến giá của cái đồng stablecoin Meme cũng như là của cái đồng stablecoin là UST. Thì hai cái đồng này nó bị trượt giá khỏi cái vùng 1 đô. Thì cụ thể cái chi tiết của drama này như thế nào thì bọn mình sẽ không đi sâu trong cái tập podcast này. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái case study của UST Luna để anh em có thể nào đó hình dung được là cái cấu trúc để làm sao để cái đồng tiền này nó quay trở lại cái vùng neo giá 1 đô la ha. Thì chắc là để anh Poseidon chia sẻ về cái mô hình của Luna Terra ha. Ok, như mọi người thấy thì trong nửa cuối 2021 thì nói chung là trong cái đợt bullish, trong cái đợt uptrend này thì Luna là một trong những cái đồng rất là nổi bật, bởi vì nó tăng rất là kinh khủng. Mình nhớ là cái thời điểm đầu giá đáy của nó đâu, thời điểm list Binance thì khoảng 0.4, 0.5 thôi, và đến thời điểm cao nhất thì nó lên đến khoảng đâu đó hơn 100 đô. Thì đây là một cái mức tăng trưởng rất là ấn tượng cho một dự án làm về stablecoin. Thì tại sao nó lại như vậy? Thì Luna thì bản chất của nó là hoạt động dựa trên cơ chế của algorithmic stablecoin. Tức là để chúng ta hiểu được cái cơ chế của Luna thì đầu tiên chúng ta hiểu đơn giản thôi, là stablecoin Luna nó có rất là nhiều loại, ví dụ như là UST là stablecoin được cố định ở cái mức giá 1 đô la. Ngoài ra thì còn được có những cái dạng stablecoin khác của những cái nước khác, ví dụ như là tiền của Hàn Quốc, Nhật Bản các thứ. Thì nhưng mà đa phần là người ta dùng UST, cho nên chúng ta chỉ tập trung nói về UST thôi. Thì UST bản chất nó được thế chấp bởi Luna. Đó, tức là được đảm bảo tài sản bởi Luna, và UST là một cái đồng stablecoin mà được thế chấp hoàn toàn, tức là toàn bộ những cái UST khi mình ra thì phải có Luna được thế chấp. Thì nếu vậy thì chúng ta gọi nó là thuật toán ở chỗ nào? Thì bởi vì cái thuật toán ở đây là bởi vì nó sử dụng cái thuật toán để trong cái cơ chế cân bằng giá. Trong Luna thì nó có hai cái pha nó tương đương với khi mà giá UST lớn hơn 1 và khi mà giá UST nó nhỏ hơn 1. Thì đầu tiên chúng ta nói về khi giá UST lớn hơn 1 chẳng hạn, ví dụ như là 1.05 á, thì Luna nó dùng Terra, người ta dùng một cái cơ chế cân bằng giá được gọi là Xenorich. Thì cái cơ chế này cũng khá đơn giản thôi, như người ta sẽ đốt Luna giá trị 1 đô la để lấy 1 UST, và sau đó người ta mang 1 UST này nhận được này, người ta ra thị trường và người ta bán với giá ví dụ 1.05 chẳng hạn, bởi vì lúc đó UST nó đang lớn hơn 1 mà. Do đó đây là một cái hoạt động người ta có thể kiếm được lợi nhuận. Thì khi đó ngay lập tức chúng ta min với giá 1 đô và chúng ta bán giá 1.05, thì về bản chất chúng ta lời 5%. Thì khi đó
cái lực bán nó lại đẩy cho UST về giá 1. Thì cái này nó liên quan gì đến Luna và tại sao Luna lại tăng giá? Thì khi mà Luna được sử dụng để mà minh ra UST á, thì cái Luna này nó được đưa vào trong giao thức và nó được sử dụng với hai mục đích. Đó là một phần thì được đưa vào treasury của giao thức, tức là cái kho bạc á, và một phần thì được thưởng cho các validator. Đó, thì đến đây mọi người có thể hình dung ra bức tranh rồi đó. Tức là trong cái treasury thì nó là community treasury, tức là cái kho bạc này nó sẽ hoạt động dựa trên cái biểu quyết của cộng đồng. Thì đợt rồi Luna đốt rất là nhiều đợt đó, mà mọi người có thể để ý là ở hôm nay Ratin đốt mấy trăm triệu đô, mai Ratin đốt thêm mấy tỷ đô gì đó. Thì đó chính là cái sức mạnh của cái cộng đồng biểu quyết, tức là người ta biểu quyết là người ta sẽ đốt toàn bộ Luna được đưa vào treasury. Tức là cứ mỗi lần mà cái việc cân bằng giá này diễn ra thì có một lượng Luna được tích tụ lại trong kho bạc, và cái toàn bộ Luna đó khi mà người ta biểu quyết đốt thì nó làm giảm tổng cung, và từ đó thì Luna holder được lợi bởi vì Luna tăng giá. Cái thứ hai là nãy mình nói là Luna được thưởng cho các validator. Thì khi mà làm validator mà được thưởng Luna và Luna tăng giá nữa thì nó là một cái động lực khiến cho nhiều người mua Luna stake để trở thành validator. Và thường thì validator cái số lượng Luna cần rất là nhiều. Thì đây chính là một cái lý do thứ hai khiến cho Luna nó tăng giá mạnh trong thời gian vừa rồi. Đó, thì như mọi người thấy là chỉ cần một cái cơ chế cân bằng giá như vậy thì nó đã vừa giải quyết được cái câu chuyện đó, là giúp cho USDT khi nào lớn hơn 1 thì nó sẽ trở về 1, và cái thứ hai là nó đã capture được cái giá trị cho cái đồng Luna. Vậy thì trong cái trường hợp mà nó nhỏ hơn 1 thì sao? Thì trong cái trường hợp nhỏ hơn 1 ấy, thì cái cơ chế cân bằng giá của Terra thì nó gọi là contraction, tức là khi mà USDT bé hơn 1 chẳng hạn, ví dụ là 0.9, thì người dùng người ta sẽ mua USDT từ bên ngoài thị trường, lúc đó là người ta mua với giá 0.9 đô, sau đó người ta đem vào giao thức và người ta đổi ra Luna. Thì về nguyên tắc thì lúc này chúng ta đã bỏ ra 0.9 đô và chúng ta đổi ra được một cái số lượng Luna trị giá 1 đô, thì chúng ta đã lời ngay được 10%. Đó, thì nó đơn giản như vậy thôi. Và cái pha này thì nó lại có cái tác dụng ngắn hạn, đó là làm cho Luna bị giảm giá, đúng không ạ? Tại vì khi mà chúng ta đổi lấy Luna thì chúng ta có nhu cầu bán ra thị trường để chốt lời, thì khi đó nó lại tạo ra một cái động lực ngắn hạn để mà nó giảm giá Luna xuống. Thì đến đây mọi người có thể thấy hơi xoắn não tí là tại sao pha trên thì làm tăng giá, pha dưới làm giảm giá. Thì thực ra thì Terra người ta dự tính được cái câu chuyện này, cho nên là khi mà cái trường hợp này xảy ra thì cái người bị thiệt hại thì chỉ có hai đối tượng. Thứ nhất là Luna holder, tại vì Luna bị giảm giá mà. Cái thứ hai là những cái validator, tại vì validator thì mọi người biết là người ta phải hold rất là nhiều đồng Luna và người ta phải stake, và cái thời gian stake và unstake thì nó có thời hạn, và nếu mà giá nó bị sụt giảm nghiêm trọng thì khi đó cái thiệt hại lớn nhất là thuộc về validator. Thì chính vì vậy cho nên là Luna nó mới có những cái cơ chế thưởng. Mọi người theo dõi hệ sinh thái Luna, mọi người sẽ thấy thứ nhất là airdrop, đúng không ạ? Tức là ông nào mà đi stake Luna thời gian dài á, thì mấy cái dự án mới như là Miro Protocol hay là Ancho Protocol á, thì những ông đó sẽ được airdrop token. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta sẽ được chia những cái phần gas fee. Gas fee chính là cái phí mà chúng ta phải trả cho blockchain á, khi mà chúng ta thực hiện các cái tác vụ ở trên hệ sinh thái của Luna, thì người ta sẽ được chia cái đó. Cái thứ ba đó là nếu mà mọi người để ý á, thì Terra người ta sẽ thu một cái phần thuế, nếu mà mình nhớ không nhầm là khoảng từ 0,1% đến 1% trên mỗi cái tác vụ mà liên quan đến stablecoin của họ. Thì tùy giá trị giao dịch thì cái giá trị thuế nó sẽ khác nhau, thì cái một phần cái thuế này á thì cũng được chia lại cho holder. Và cái thứ ba, cái thứ tư đó là holder thì sẽ được nhận cái Luna trong cái trường hợp cái pha senioric được pha đó thưởng, thì sẽ nhận. Chính vì bốn cái lý do đó cho nên là validator người ta vẫn ở lại với Terra và người ta chấp nhận những cái rủi ro liên quan đến cái pha contraction này. Thì chính vì cái cơ chế hoạt động mà nó hợp lý như vậy, nó vừa đảm bảo được là thứ nhất là UST sẽ ở stable, và thứ hai là cái tổng cung Luna trên thị trường nó sẽ giảm dần, bởi vì có nhiều validator hơn, bởi vì có nhiều Luna bị đốt hơn. Cho nên là mọi người để ý là khi mà cái market cap của USD đó, tức là cái độ mà mass adoption của cái stablecoin này nó càng ngày càng lớn, tăng rất là nhiều, thì Luna đồng thời nó tăng lên, thì chính là lý do là như vậy. Và mọi người có thể thấy là nếu như mọi người để ý á, mọi người mở cái market cap của cái đồng USD từ năm 2021 cho đến nay á, tức là khoảng một năm á, thì mình thấy là nó tăng đến hơn 4.000%. Thì đây là một cái con số rất là ấn tượng.
Đó, thì qua cái phân tích như vậy mọi người đã hiểu được cái cơ chế là tại sao chúng ta gọi Luna và UST là làm stablecoin thuật toán, và cái lý do mà tại sao Luna lại tăng trưởng nhanh như vậy trong cái thời gian ngắn. Ừ, ok. Một thắc mắc nhé, là ở trong cái thời điểm mà mình thu cái podcast này á, thì một cái nền tảng về synthetic ở trên Luna đó là Anchor Protocol, thì họ đã thông qua một cái gói cứu trợ gọi là một cái gói bơm 450 triệu USD, không rõ, hình như là dưới dạng Luna phải không anh Poseidon? Thì để cái mục đích của cái gói này để làm gì? Để duy trì được cái mức APY, cái mức lãi suất 20% cho các cái tài sản gửi ở trên nền tảng này. Thì đó có phải là một cái tín hiệu đáng báo động cho cái đồng stablecoin UST không, khi mà cái nhu cầu vay để sử dụng cái đồng stablecoin này nó không quá nhiều, trong khi cái nhu cầu deposit vào thì nó quá cao, thì và nó dẫn đến việc là người ta không đủ cái dòng tiền để trả với cái mức cam kết 20% như vậy. Thì chắc là để anh Poseidon chia sẻ một xíu về cái góc nhìn của anh Poseidon liên quan đến cái sự việc này của Anchor Protocol ha. Về Anchor Protocol á, thì mình cũng có biết cái tin đó, thì cái tin đó người ta đồn đoán rất là nhiều, tại vì khi mà như mọi người biết á, cái đối với một stablecoin á, thì nói gì nói gì cho hay đi nữa thì cái sự ổn định là quan trọng nhất, tại vì không ai muốn lưu trữ giá trị. Ví dụ như thà mà tôi bỏ 1 triệu đô vào Bitcoin mà nó giảm 50% thì còn dễ chấp nhận hơn là tôi bỏ 1 triệu đô vào USDT hoặc là UST sau đó tự nhiên nó còn 500.000 đô. Thì cái câu chuyện này là chắc chắn là mọi người, nếu mà ai sống lâu trong cái thị trường sẽ biết rồi, tại vì cũng có những cái lần mà những cái đồng stablecoin nó bị trượt giá, mà trượt giá cực kỳ nghiêm trọng đó, tức là không phải giảm chỉ có 50% mà giảm đến 20-30%, thậm chí là nhiều hơn, thậm chí là mất luôn cái thanh khoản và kiểu như là chết luôn mãi mãi. Thì cái câu chuyện mà khi mà Luna người ta bơm tiền như vậy á, thì rất nhiều người ta phải đặt ra câu hỏi là khi mà Anchor Protocol người ta bơm tiền như vậy thì rất nhiều người ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao, là bởi vì khi mà cái động thái bơm tiền như vậy thì thông thường chúng ta chỉ thấy là khi mà cái sự đại loại là UST nó đang mất đi cái tài sản bảo đảm á. Thì tuy nhiên thì sau đó thì theo những cái tweet mình đọc á, thì thực tế thì cái 20% APY của Anchor Protocol đó là cái này mình cũng đọc thôi nha, chứ mình cũng không kiểm chứng được 100%. Thì người ta cho rằng là cái CEO của Terra là Ken Do Kwon, anh đang dùng những cái tài sản ở trong Anchor Protocol, anh kinh doanh trên lệch giá. Kinh doanh trên lệch giá là đại loại là mọi người có thể hiểu là bởi vì chúng ta đang ở trong DeFi, và cho nên là giá của các cái cặp tiền ở trên từng cái sàn nó sẽ có sự khác nhau, và trong một số thời điểm nào đó, bởi vì cái xung đột thanh khoản, tức là có một lượng mua quá nhiều hoặc là một lượng bán quá nhiều, thì nó trên một cái sàn đó, ví dụ như trên Uniswap thì nó có thể nó khác trên PancakeSwap, thì nó tạo ra cái sự chênh lệch giá, và sẽ có những người ta có thể lợi dụng được cái sự chênh lệch giá đó để người ta kiếm được tiền. Thì người ta giả thuyết rằng là ông CEO này, ông đang mang phần lớn cái tiền trong Anchor Protocol á, ông đem đi, ông tức là ông rút ra ngoài trên luôn á, chứ ông không còn giữ trên đó, và ông kinh doanh trên lệch giá đại loại như vậy ở trên các sàn giao dịch, và ông kiếm ra được lợi nhuận, và cái lợi nhuận đó nó nhiều đến mức nó đủ để cam kết trả cho người dùng trên Anchor Protocol là 20% một năm. Thì tuy nhiên là có thể cái thời điểm mà Anchor nó phải bơm tiền là như vậy là có một cái sự cố nào đó liên quan đến thanh khoản giữa vay và cho vay ở trên Anchor Protocol, khiến cho nếu mà không bơm tiền thì nó có thể làm mất đi vị thế của rất là nhiều người dùng. Cho nên là cái hành vi bơm tiền đó là để nhằm bù đắp vào cái tiền mà người ta đang rút ra ngoài để người ta làm những cái chênh lệch giá như vậy. Thì mình hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì quan điểm của mình nó như thế này, tại vì khi mà chúng ta đưa stablecoin vào với một cái APY 20% thì theo mình là cái mức này là cực kỳ cao, và mình chưa thấy cái giao thức nào nó cam kết được cái mức lợi nhuận cao như vậy ở trên DeFi. Cho nên là mình cũng nghĩ đến những cái trường hợp là phải có những cái thủ thuật ở bên trong này, chứ về bản chất thì giữa lending đơn thuần á, mình không tìm ra được một cái giao thức nào nếu mà không sử dụng đòn bẩy mà nó lên đến 20% thì không có. Thì cái này chúng ta phải chấp nhận thôi. Câu chuyện mà giữa rủi ro với lợi nhuận thì đôi lúc chúng ta phải chấp nhận thôi, và
Về cơ bản thì khi mà chúng ta giao tiền cho giao thức và giao thức người ta ở farming người ta cho những ông khác vay, hoặc là thậm chí ở người ta làm như ông kia kinh doanh trên định giá, thì người ta vẫn phải đảm bảo cái tỷ lệ lợi nhuận cho chúng ta. Thì khi mà tỷ lệ lợi nhuận càng cao thì cái mức độ rủi ro nó phải càng lớn thôi. Thì chứ còn câu chuyện này mình nghĩ là nó không liên quan đến cái dự trữ tài sản đảm bảo của cái đồng USD, thì cái này mình nghĩ là không liên quan. Là mình chỉ nghĩ là để bù đắp cho cái thời điểm mà có thể là nó xảy ra một cái biến động giá nào đó khiến cho cái giao thức ancho nó phải đòi hỏi nó phải cung cấp ngay một cái lượng tài sản bảo đảm, tại vì bản chất ancho là lending và borrowing mà nó cũng giống như MakerDAO thôi, cho nên là có thể giải thích như vậy. Ok, rồi thì nãy giờ chúng ta đã nói nhiều về cái case study của Luna và USD rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái case mà nó ở một cái hệ sinh thái khác, và nó cái mô hình hoạt động nó cũng rất khác, đó là Frax. Thì Poseidon có đề cập ở đầu cái podcast này rồi. Cái mô hình của Frax á, nó dính thêm một phần nữa là cái Curve Wars nữa, nhưng mà maybe là bọn mình sẽ cố gắng làm sao để đơn giản hóa mọi thứ để cho anh em dễ hình dung hơn. Thì chắc là đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái mô hình của Frax trước đi ha. Thì chắc để anh Poseidon nói. Frax thì nó cũng là algorithmic stablecoin thôi, và nó cũng dùng hai loại token. Thứ nhất là Frax là cái đồng stable, và hai là FTX là cái token quản trị. Nhưng mà cái thuật toán của nó thì nó lại hơi khác Luna một chút. Tức là nó liên quan đến một cái khái niệm gọi là phân đoạn thế chấp. Tức là mọi người có thể hiểu là hiện tại nhất là để mà mint ra Frax thì người ta sẽ sử dụng là USDT hoặc USDC. Trong tương lai thì nó sẽ mở rộng ra một số loại tài sản nữa, nhưng mà hiện tại thì chỉ có hai loại đó thôi. Thì ban đầu là cứ 100% thôi, tức là khi mà ông muốn mint ra một Frax thì ông phải thế chấp một USDC hoặc là một USDT vào đó. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian thì cái tỷ lệ thế chấp này nó sẽ thay đổi, cho nên người ta gọi Frax là một cái gọi là thế chấp một phần. Lý do là bởi vì khi mà sau một khoảng thời gian nếu mà Frax lớn hơn một hoặc nhỏ hơn một gì đó thì cái tỷ lệ tài sản thế chấp nó sẽ thay đổi. Tức là ban đầu là để một Frax được bảo đảm bằng một USDC, nhưng mà sau đó một Frax nó có thể được bảo đảm bằng 0.8 USDC và 0.2 đồng FTX. Mình ví dụ luôn, tức là khi mà Frax lớn hơn một chẳng hạn ha, thì sẽ xuất hiện trên thị trường cái cơ hội kinh doanh trên lệch giá. Như nãy mình nói là mình token Frax bằng cách là chúng ta sử dụng $1 giá trị vào hệ thống Frax và bán Frax ra, vừa mint ra với giá lớn hơn $1 trên thị trường. Đó, thì cứ tạo ra một Frax như vậy thì chúng ta cần phải đặt giá trị $1 vào hệ thống. Thì cái sự khác biệt duy nhất ở đây giữa Frax với Luna chính là cái thế chấp của Frax nó thay đổi liên tục theo thời gian. Đó. Còn ngược lại thì khi mà Frax nhỏ hơn 1 thì chúng ta cũng đổi token Frax bằng cách là mua cái Frax giá rẻ lên thị trường, ví dụ như 0.9 chẳng hạn, và chúng ta đổi trên hệ thống với giá trị $1. Tuy nhiên thời điểm này thì cái $1 này của chúng ta nó có thể là nó không có phải là $1, tức là nó có thể là nhận về $0.8 và $0.2 giá trị của FTX. Thì trong cái trường hợp này thì Frax FTX nó là một cái thềm tố quan trọng luôn, tại nó là một cái thềm tố thay đổi trong cái tỷ lệ tài sản thế chấp tạo ra Frax luôn. Tức là trong khi Frax tạo ra thì mà cái đặc biệt quan trọng khiến cho FTX nó tăng giá là gì, đó là khi mà Frax tạo ra thì FTX được sử dụng làm tài sản thế chấp, và cái tài sản thế chấp này nó cũng được đưa vào giao thức. Nhưng mà khác với Luna là nó phân bố cho Treasury các thứ, thì toàn bộ FTX này nó sẽ bị đốt đó. Và cái việc FTX bị đốt này nó làm cho FTX nó tăng giá liên tục trong cái thời gian dài. Còn khi mà chúng ta đổi lại FTX thì sao? Khi mà chúng ta đổi lại FTX thì về bản chất là FTX tăng nguồn cung. Tuy nhiên thì cái mọi người lưu ý là cái nói hơi khó hiểu xíu, mọi người thông cảm nha. Tức là bởi vì cái tỷ lệ thế chấp nó thay đổi, cho nên là cái giao thức nó sẽ có một cái công thức toán học để nó đảm bảo khi mà chúng ta đổi Frax với FTX thì cái FTX đó nó có thể hấp thụ được trên thị trường, mọi người hiểu. Tức là khi mà chúng ta đổi một Frax lấy lại ví dụ như $0.8 và $0.2 giá trị FTX, thì cái 0.2 đó nó đã được tính làm sao để cho FTX đó nó có thể hấp thụ trên thị trường mà không gây ảnh hưởng đến giá của FTX đó. Tức là cái công thức toán học của giao thức nó đảm bảo cho cái việc đó, khiến cho cái việc mà khi mà chúng ta đổi FTX thì nó không làm cho FTX bị mất giá. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta đổi FTX lấy Frax thì FTX đó là bị đốt, khiến cho FTX nó tăng giá không giải hạn đó. Đó chính là cái cơ chế của FTX, nó chỉ có vậy thôi à.
Ok, đến đây thì chắc là để mình tạm tóm tắt cái cách mình hiểu mô hình hoạt động của Frax như thế nào ha. Thì để mint ra được một stablecoin Frax á, thì sẽ cần hai cái phần để bảo chứng. Đó là một là USDC và hai là cái đồng FSS. Thì hiểu nôm na là nếu như mà anh em cần càng nhiều USDC để bảo chứng cho một đồng stablecoin Frax á, thì điều đó đồng nghĩa là cái tỷ lệ thế chấp càng cao và càng ít stablecoin USDC để bảo chứng á, thì cái tỷ lệ thế chấp nó sẽ càng thấp. Mình nói rõ hơn chút, tức là khi mà cái Frax được sử dụng nhiều hơn á, tức là nguồn cung của Frax mở rộng á, thì cái phương trình tính toán của cái thằng này nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ thế chấp xuống. Và làm giảm tỷ lệ thế chấp ở đây là có nghĩa là tăng, là nó yêu cầu cái, ví dụ như ban đầu là một Frax được thế chấp bởi 100% là USDT, nhưng mà khi Frax mở rộng nguồn cung thì cái lượng thế chấp của USDT giảm xuống, tức là còn chỉ còn ở 90%, 80% rồi 70%. Cái bước nhảy của nó sẽ là theo mình nhớ là 0.25% một lần rebase, một lần thay đổi ấy. Thì khi mà cái nguồn cung của stablecoin trong giao thức nó giảm xuống thì nó đòi hỏi là cái lượng thế chấp của FSS nó phải tăng lên, đúng không ạ? Bởi vì nó vẫn phải đảm bảo cái tỷ lệ đó mà. Ví dụ 90-10 rồi 70-30 rồi 80-20. Và khi cái nguồn cung của FSS tăng lên á, thì cái lượng FSS nó được đốt nhiều hơn. Và nó đốt nhiều hơn thì nó làm cho cái FSS nó tăng giá. Nó còn ngược lại, khi mà trong cái trường hợp mà nguồn cung của Frax nó bị giảm xuống á, thì nó lại tăng cái tỷ lệ tài sản thế chấp lên. Thì khi đó cái tỷ lệ mà FSS được hỗ trợ bởi hệ thống á, cần hệ thống yêu cầu á, nó lại bị giảm xuống. Mà nó bị giảm xuống trong trường hợp này thì chính là cái lượng FSS mà nó thải ra ngoài thị trường thì nó bị giảm xuống là cái thứ nhất. Và cái sự giảm xuống này như nãy mình nói là cái nó đảm bảo là cái công thức đó nó đảm bảo là cái lượng này là thị trường nó sẽ hấp thu mà không ảnh hưởng đến giá. Cho nên là trong ngắn hạn thì FSS nó cũng chịu cái áp lực bán nó rất là nhỏ. Thì tổng hợp hai cái này lại thì nó tạo ra một cái bull case cho FSS là chính là vì như vậy. Khá là technical thì bắt đầu thì khi mà làm cái topic này thì bọn mình cũng khá là cân nhắc làm sao để nói nó simple nhất, tại vì cá nhân bọn mình thì cũng đang trong cái việc là research và tìm hiểu sâu từng cái khía cạnh của cái stablecoin Argo này thôi. Thì thì hy vọng là những cái thông tin này nó đâu đó nó gợi mở và nó tạo ra những cái từ khóa để anh em có thể tìm đọc thêm sau khi nghe cái podcast này. Chắc là để anh Poseidon nói thêm một xíu về cái tiềm năng của cái Argo này ha. Thì nó sẽ được dùng trong những cái hoạt động nào và cái mà mọi người cần chú tâm là cái mảnh ghép nào, tức là mọi người chú tâm vào việc farm API cho các cái đồng Argo này, hay là mọi người sẽ chú tâm vào những cái đồng governance, những cái đồng mà bảo chứng cho các cái stablecoin thanh toán này, thì chắc để Poseidon nói về cái vấn đề này ha. Rồi cảm ơn Nguyễn. Thì đầu tiên là mình muốn, nếu mà được thì mọi người có thể xem cái infographic mà bên Kairos mới làm, thì đó là cái tốc độ tăng trưởng của các cái stablecoin trong năm 2020, trong thời gian một năm tính từ tháng 2 2021 đến tháng 2 2020, thì mọi người có thể thấy là top 1 là USDT và Frax là hai cái đồng có tốc độ tăng trưởng lớn nhất. Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải nói về câu chuyện đó là tổng vốn hóa của trong stablecoin ấy, thì Tether và những cái đồng như USDC hay là BUSD ấy, thì nó vẫn là top 1. Điều đó không hề bàn cãi. Tuy nhiên là cái việc mà nó có thể duy trì được cái vị trí của nó trong tương lai hay không ấy, thì còn rất là nhiều câu hỏi, tại vì stablecoin, các loại stablecoin khác đang phát triển rất là nhanh, và cái tính minh bạch của các cái đồng như là Tether hay USDC còn là một cái dấu chấm hỏi. Tại vì nếu như Nguyên hay là tất cả mọi người chắc là cũng từng nhớ đến những cái đợt thị trường downtrend, và khi đó thì USDT chủ yếu là một cái cớ để mà người ta phớt liên quan đến kiểm toán các thứ, và trên thực tế thì USDT người ta cũng chưa bao giờ công khai một cái báo cáo kiểm toán nào mà nó gọi là hoàn toàn minh bạch cả. Thì đó chính là cái đầu tiên, tức là cái sự minh bạch và cái gọi là cái tính phân quyền trong stablecoin, thì nó là cái cơ hội, nó là cái yếu tố đầu tiên, là điểm yếu của các cái stablecoin mang tính là tập trung như là USDT hiện tại. Và nhưng mà nó lại ngược lại, nó lại là một cái ưu điểm của các stablecoin như là thuật toán. Thì đó là cái thứ nhất.
Chính vì vậy cho nên mình nghĩ là khi mà DeFi nó bùng nổ như vậy thì cái stablecoin thuật toán nó cũng có những cái bước nhảy vọt liên tục vậy, là cái đó cũng là rất là bình thường thôi. Cái điểm thứ hai là tại sao stablecoin thuật toán thì nó lại tiềm năng, thì stablecoin nó có ba cái vấn đề mà stablecoin nào đang tìm cách giải quyết. Thứ nhất là tính ổn định, đúng không? Tính ổn định là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái sự phi tập trung. Yeah, và cái thứ ba là cái liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn. Tại vì những cái stablecoin như Tether thì nó đòi hỏi là cứ một đô phát hành, một USD phát hành thì cần là một đô la. Nhưng mà stablecoin như dạng như DAI ấy, thì nó yêu cầu cái tỷ lệ vốn cao hơn. Ví dụ như khi mà một USD phát, một DAI phát hành thì nó cần cái tỷ lệ tài sản thế chấp lên đến 150%, tức là cần đến 1,5 đô la ở trong cái kho bạc của MakerDAO. Thì nhưng mà nãy giờ chúng ta nói về mô hình của Frax chẳng hạn, thì mọi người có thể thấy là cái tỷ lệ stablecoin cần trong kho bạc nó có thể có những trường hợp nó giảm xuống, và khi nó giảm xuống như vậy thì nó tạo ra hiệu quả về mặt sử dụng vốn. Đó là cái lý do mà tại sao algorithmic stablecoin nó lại được mọi người bullish trong thời gian vừa rồi đó, tại vì nó yêu cầu cái lượng tài sản thế chấp ở trong giao thức nó ít hơn nhiều, và cái sự ít hơn đó là nó dựa vào cái cơ chế cân bằng giá thanh toán đó. Thì đó nó giải quyết một trong những cái vấn đề mà stablecoin, những cái stablecoin tập trung hay là những cái stablecoin sử dụng cái giao thức cho vay nó chưa làm được đó. Thứ ba đó là trước đây khi người ta nói về stable toán thì cái điểm nghi ngại lớn nhất của người ta đó là về câu chuyện có ổn định hay không. Tại vì rất nhiều cái đồng stablecoin thuật toán với các cái cơ chế khác mà mình nhớ điển hình như là BAC, Basic Cash, thì nó đã ban đầu cũng rất được kỳ vọng, nhưng mà sau đó cái khi mà đi vào hoạt động thực tế thì nó đã trở nên kém hiệu quả và rất nhiều lần là nó bị trượt khỏi cái giá ổn định của nó. Thì do đó người ta đã rất nhiều câu hỏi về stablecoin thuật toán, tại vì tính ổn định là cái hàng đầu. Nhưng mà mọi người có thể thấy là UST qua rất là nhiều cái đợt mà thị trường có thể là lên thì không nói, hay nhưng mà có những cái đợt mà gọi là panic sell thì có một vài lúc UST nó bị trượt giá dưới một đô la, nhưng mà ngay lập tức nó rất là nhanh chóng nó khôi phục lại được. Thì cái điều đó nó diễn ra trong một thời gian rất dài như vậy rồi, và cứ vậy thì cái tính ổn định của stablecoin thuật toán nó đã được chứng minh. Và khi mà cái điều này nó được chứng minh thì nó tạo ra cái gọi là sự tin tưởng trong cộng đồng, và stablecoin thuật toán nó sẽ ngày càng nó phổ biến hơn thôi. Thì đó là cái mà mình nhận được trong stablecoin thuật toán. Còn khi mà chúng ta nói về câu chuyện stablecoin thuật toán mà nó phát triển thì chúng ta có thể khai thác được cái gì? Thì theo mình, thì đối với cá nhân mình thì ở những cái liên quan đến ví dụ như kinh doanh chênh lệch tỷ giá, hay là những cái như kiểu mà khi nó giá lớn hơn một, nhỏ hơn một, chúng ta lợi dụng chúng ta kiếm tiền đó, thì những cái đó nó đòi hỏi cái mặt kỹ thuật, kỹ thuật cao, vốn của bạn cần phải lớn đó, tại vì cái sự trượt giá nó có thể xảy ra trong rất là ngắn hạn thôi, mà cái lượng vốn nhỏ có khi mà chúng ta trừ hết chi phí đi chúng ta còn bị lỗ nữa, mà chúng ta cần những cái bot để chúng ta theo dõi liên tục cái sự chênh lệch giá, thì cái đó nó dành cho những cái người chuyên nghiệp hơn. Còn đối với mình thì mình hay nhìn vào những cái mà ở những cái dự án như kiểu là Luna hay là FTX, người ta luôn có cái token quản trị, và mình sẽ chủ yếu mình tìm cơ hội đầu tư trong cái token quản trị đó. Dựa trên những cái bull case đó, tức là chúng ta cứ phân tích từ cái mô hình hoạt động mà chúng ta nhìn xem là cái mô hình hoạt động đó có thể nó tạo ra cái giá trị cho token quản trị hay không đó, thì chúng ta đầu tư vào cái token quản trị sớm rồi. Và còn một cách nữa là chúng ta tìm những cái mô hình tương tự nhưng mà trên những cái hệ sinh thái khác, mình ví dụ như là trên các cái layer 2 hoặc là trên những cái hệ mới như là Near hay là Avast, thì nó trước sau gì đó cũng sẽ có những cái dạng stablecoin thuật toán như vậy. Và đó là cái cơ hội mà chúng ta có thể đầu tư vào sớm nếu mà cái mô hình hoạt động của nó tốt và nó chứng minh được cái tính ổn định trong thời gian dài. Ok, cảm ơn anh Vincent rất nhiều vì những cái chia sẻ xoay quanh một cái topic nó hết sức là thú vị, và nó vẫn còn đang là một cái dấu hỏi lớn. Thì tất nhiên là những cái thứ mà nó vẫn còn đang khá là mập mờ và không quá nhiều người biết và hiểu sâu về nó, thì nó vẫn sẽ là một cái cơ hội gì đó mở cho tất cả mọi người. Thì rất cảm ơn Poseidon đã tham gia tập podcast tuần này và chia sẻ cho mọi người rất là nhiều thông tin thú vị xoay quanh cái dạng tài sản nó cũng rất là đặc biệt, đó là stablecoin thuật toán. Rồi thì tập podcast tuần này nó cũng đã dài rồi, thì chắc là để Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này ha. Rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã tạo cơ hội cho mình cùng lên chém gió về một cái chủ đề mà mình cũng đang là vừa học và vừa nghiên cứu và vừa cũng tìm kiếm cơ hội đầu tư thôi. Và
rất là mong chờ những cái phản hồi của các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy có những cái dự án nào nó hay ho liên quan đến mạng này, hoặc là những cái vấn đề nào chúng ta chưa làm rõ, thì các bạn cứ để lại comment ở trên YouTube của Coinstar TV ha, thì tụi mình sẽ nghiên cứu và có thể là sẽ có những cái phần tiếp theo về cái chủ đề stablecoin thuật toán này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Yeah, okay.